Thưa quý vị và các bạn, vượt lên những khó khăn do suy giảm kinh tế toàn cầu và tác động từ cuộc xung đột vũ trang ở một số nước cùng ảnh hưởng lâu dài của đại dịch COVID-19, với tinh thần phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân và dưới sự lãnh đạo chủ động, sát sao của Ban Thường vụ Tỉnh ủy, sự chỉ đạo điều hành quyết liệt của Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân tỉnh, sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị, sự ủng hộ, hỗ trợ của nhân dân, cộng đồng doanh nghiệp, năm 2023, tỉnh Hưng Yên đã nỗ lực vượt qua khó khăn, tận dụng cơ hội, biến nguy thành cơ để đạt được nhiều thành tựu trên các lĩnh vực và là điểm sáng trong bức tranh chung của nền kinh tế quốc dân. Trong chương trình tạp chí Kinh tế Phú Hiến hôm nay, chúng ta cùng điểm lại những kết quả nổi bật trong phát triển kinh tế mà tỉnh Hưng Yên đã đạt được trong năm 2023 mà Hội nghị Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh Hưng Yên khóa 19 lần thứ 26 ngày 30 tháng 11 đã thảo luận và thống nhất. Điểm sáng trong phát triển kinh tế đầu tiên phải kể đến đó chính là tốc độ tăng trưởng GRDP đạt 10,05%, vượt mục tiêu đề ra, xếp thứ 4 trên 11 khu vực đồng bằng sông Hồng và xếp thứ 7 trên 63 địa phương trong cả nước. Điều đó cho thấy tình hình kinh tế của Hưng Yên đang ổn định, tiếp tục đà hồi phục nhanh. Các cân đối kinh tế lớn và tiềm lực của tỉnh tiếp tục được củng cố vững chắc hơn, cơ cấu kinh tế tiếp tục chuyển dịch theo hướng công nghiệp, dịch vụ. Kết quả thu ngân sách nhà nước vượt 44% so với dự toán, ước đạt 33.100 tỷ đồng là điểm sáng thứ hai nổi bật trong phát triển kinh tế của Hưng Yên. Về tổng thể, có 11 trên 15 khoản thu sắc thuế vượt cao so với dự toán. Đáng chú ý là có những khoản thu sắc thuế chiếm tỷ trọng lớn trong tổng thu đạt cao so với dự toán, như thu từ khu vực ngoài quốc doanh đạt 323,5%, khu vực có vốn đầu tư nước ngoài đạt 121,3%. Số liệu này cho thấy các doanh nghiệp sản xuất kinh doanh đang trên đà phục hồi tốt, có đóng góp cao vào ngân sách nhà nước. Thế còn thu ngân sách của chúng ta thì năm nay thì tại sao lại có 33.000? Lý do ở đây thì tăng hai nguồn, một là tiền thu từ các doanh nghiệp và tiền hai là tiền đất. Đối với đất thì năm nay các huyện hầu như không đấu, rất khó khăn. Chứ mọi năm đang đấu được 7-8 nghìn tỷ, năm nay cả tỉnh không được 2 nghìn tỷ. Thế thì tính ở các doanh nghiệp năm nay thì tiền đất được khoảng 8 ngàn tỷ thôi, nhưng mà ta thu được 33 ngàn tỷ. Thế vậy là còn lại là thu ở các doanh nghiệp. Năm 2020 thu từ các doanh nghiệp của tỉnh Yên chúng ta chỉ có trên 7 nghìn tỷ thôi. Đến bây giờ thì tính toán là được khoảng 20 nghìn, tức là vượt 13 nghìn, tức là hơn gấp 2 lần. Đấy là bản chất lâu dài, tương lai còn tốt nữa. Với điều kiện mà chúng ta đang giải phóng mặt bằng tích cực các khu công nghiệp và tiếp nhận dự án xúc tiến đầu tư với cái tốc độ chóng mặt như thế này, thì rất hy vọng là sẽ mỗi năm ít nhất chúng ta có khoảng 1,5 đến 2 tỷ đô một năm. Từ lúc đó thì các doanh nghiệp về thì sẽ nộp thuế cho ta rất nhiều, và tương lai là chúng ta sẽ phát triển bền vững chứ không phải từ tiền đất nữa. Điểm sáng thứ ba về hạ tầng kinh tế xã hội, nhất là hệ thống giao thông, hạ tầng công nghiệp, đô thị trên địa bàn tỉnh được đầu tư đồng bộ với nhiều công trình dự án quy mô lớn mang tính động lực. Công tác huy động vốn đầu tư phát triển toàn xã hội phát triển mạnh. Tổng số vốn đầu tư toàn xã hội đạt gần 69.000 tỷ đồng, vượt kế hoạch đề ra là 63.500 tỷ đồng. Giải phóng mặt bằng được gần 440 ha đất cho các khu công nghiệp. Thu hút vốn FDI đạt kỷ lục gần 900 triệu đô la Mỹ. Giải ngân vốn đầu tư công dự kiến hết tháng 1 năm 2024 đạt trên 91,5% kế hoạch. Điểm sáng thứ tư là năng suất lao động tăng cao, đạt trên 212 triệu đồng trên lao động, tăng 8,46%. Kết quả này cho thấy chất lượng nguồn nhân lực trên địa bàn tỉnh đã được cải thiện đáng kể, tạo niềm tin và sức hút thu hút các nhà đầu tư lớn vào địa bàn tỉnh. Điểm sáng thứ năm chính là tỷ lệ hộ nghèo giảm xuống dưới 0,9%, có 93 xã nông thôn mới nâng cao đạt 67% và 22 xã nông thôn mới kiểu mẫu. Kết quả này cho thấy các chính sách an sinh xã hội, giảm nghèo của tỉnh đã đi vào thực chất, chương trình xây dựng nông thôn mới nâng cao, nông thôn mới kiểu mẫu đã thiết thực và đúng nghĩa, dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra, dân hưởng thụ. Tại hội nghị Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa 19 lần thứ 26, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Hữu Nghĩa khẳng định những thành tựu vượt bậc mà tỉnh Hưng Yên đạt được trong năm 2023 là kết quả của một quá trình lâu dài, kiên định theo đuổi các mục tiêu đề ra nhưng cũng đầy đột phá, sáng tạo từ tư duy đến hành động. Về các nhiệm vụ giải pháp cho năm 2024, đồng chí nhấn mạnh đến vai trò dẫn dắt của đầu tư công. Đồng chí yêu cầu tuy mục tiêu tăng trưởng kinh tế ở mức 7,5-8%, nhưng trong chỉ đạo thực tiễn phải nỗ lực phấn đấu đạt mức hai con số. Mặc dù dự thảo đưa ra là 7,5-8% trong cái bối cảnh tình hình khó khăn như thế, nhưng mà các đồng chí nhớ cho tôi trong điều hành, trong lãnh đạo chỉ đạo điều hành, hãy hướng tới cái mục tiêu tăng trưởng là hai con số cho tôi, để chúng ta có thêm quyết tâm, sự quyết liệt trong công tác lãnh đạo chỉ đạo
và thực hiện nhiệm vụ. Bây giờ làm sao mà đạt được cái đấy? Năm 2024 vẫn là có hai thứ trở thành đột phá để dẫn dắt cái tăng trưởng, không thể nào khác được. Hãy lấy đầu tư làm dẫn dắt tăng trưởng, mà trong đấy đầu tư công là rất là quan trọng. Phải đẩy nhanh tiến độ triển khai các dự án đầu tư công để đảm bảo là chúng ta sẽ giải ngân hết 20.000 tỷ. Và cái thứ hai là đầu tư tư nhân. Đầu tư tư nhân của chúng ta giờ quy mô đủ lớn. Đầu tư tư nhân tôi nói các đồng chí là lớn hơn rất nhiều so với cả đầu tư công. Một đồng vốn đầu tư công dẫn dắt lan tỏa lôi kéo được là 4,5 đồng đầu tư tư nhân. Nào, bây giờ chúng ta tính bài toán như này. 20.000 tỷ của năm 2024 này đầu tư công giả định tiêu hết thì chúng ta sẽ kéo theo được 90.000 tỷ của đầu tư tư nhân và đầu tư FDI. Tổng đầu tư toàn xã hội sẽ là 110.000 tỷ. Với con số 110.000 tỷ này, cái chỉ số ICO cho biết là nếu như mà tổng vốn đầu tư toàn xã hội của năm 2024 thì sẽ tạo ra một cái tốc độ tăng trưởng, đóng góp vào tốc độ tăng trưởng của tỉnh Hưng Yên này 5-6%. Cho nên tôi rất có niềm tin là năm 2024 chúng ta với sự quyết tâm thì chúng ta sẽ đạt được con số cỡ đầu đấy 11%. Chúng ta rất có cơ sở để làm được cái việc này. Và nếu như mà GDP mà chúng ta tăng cỡ khoảng 11% thì các đồng chí yên tâm là thu ngân sách từ khu vực sản xuất sẽ tăng lên. 20.000 tỷ tạo ra tốc độ tăng trưởng rất lớn và đóng góp rất lớn của khu vực xây dựng và kéo theo những các cái dịch vụ khác. Cho nên có hai thứ để lôi kéo tốc độ tăng trưởng của GDP năm 2024, tôi khẳng định lại với các đồng chí, vẫn là hai cái đầu kéo rất quan trọng: đầu tư tư nhân FDI và đầu tư công. Phải rất quan tâm đến khía cạnh này. Và cái thứ ba nữa, và cũng là nhiệm vụ và cũng là cái động lực mang tính chất hỗ trợ dài hạn để chúng ta vừa chuyển dịch cơ cấu nữa, đấy là đẩy nhanh tốc độ đô thị hóa. Thông qua tốc độ đô thị hóa thì các đồng chí biết rồi, đằng sau đấy chính là cái việc huy động các nguồn lực về đất đai cho phát triển. Đằng sau ấy chính là câu chuyện của chúng ta tái cấu trúc về nền kinh tế, phát triển thương mại và dịch vụ, phát triển kinh tế đô thị ở đây. Cái này là cái chúng ta phải rất là lưu ý. Ba cái trụ cột này tôi vẫn nhắc đi nhắc lại, ở đâu cũng phải nhắc đi nhắc lại, mà chúng ta quán triệt rất rõ cái này. Tỉnh Hưng Yên xác định năm 2024 là năm bứt phá để đảm bảo hoàn thành kế hoạch phát triển kinh tế xã hội 5 năm 2021-2025. Mục tiêu là duy trì đà tăng trưởng kinh tế cao, giữ vững ổn định kinh tế, các cân đối kinh tế lớn, đẩy mạnh, tạo chuyển biến rõ rệt trong thực hiện ba đột phá chiến lược về phát triển hạ tầng kinh tế xã hội, trọng tâm là hệ thống giao thông, thúc đẩy đổi mới, tháo gỡ các nút thắt khó khăn, vướng mắc để thu hút đầu tư, phát triển mạnh công nghiệp công nghệ cao gắn với đẩy nhanh tốc độ đô thị hóa, hình thành các khu đô thị lớn, sinh thái, hiện đại.